Bà Trùm Hoa Hậu có 3 con và cuộc hôn nhân 10 năm không đám cưới. Hơn 10 năm hôn nhân, dù có 3 người con nhưng bà Trùm Hoa Hậu vẫn chưa diện váy cưới. Chuyện tình giữa cô giáo và cậu học trò. Bà Phạm Kim Dung là người đứng sau thành công của nhiều hoa hậu và á hậu như Thùy Tiên, Tiểu Vi, Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc. Nữ CEO không chỉ có nhiều thành tựu nổi bật trong sự nghiệp mà còn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên đạo diễn Hoàng Nhật Nam và 3 người con. Mối quan hệ của bà Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam bắt đầu khi bà Dung được mời giảng dạy tại một trung tâm đào tạo kỹ năng ở Đà Nẵng. Lúc đó, nam đạo diễn đang là cán bộ của một trường đại học và được cử tham gia khóa học này. Chính nhờ tính cách chủ động và sự thông minh, ông Nam nhanh chóng thu hút sự chú ý của nữ CEO bằng những câu hỏi sâu sắc và cử chỉ quan tâm đặc biệt. Ngoài ra, một điểm cộng lớn nhất khiến bà Trùm Hoa Hậu để mắt tới ông xã chính là vẻ ngoài điển trai, lãng tử. Trước khi là vợ chồng, CEO Phạm Kim Dung từng là cô giáo của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Kể về kỷ niệm khiến chính thức rung động, bà Dung tiết lộ có một lần bị bệnh và không thể lên lớp, chính ông xã là người duy nhất đến thăm cô giáo với một bó hoa cẩm chướng. Cũng chính từ ấn tượng sâu sắc này mà cả hai dần nảy sinh tình cảm. Thời điểm tình yêu vừa chớm nở, thì bà Phạm Kim Dung và chồng lại gặp phải trở ngại về khoảng cách địa lý. Tuy nhiên, bà Dung đã chủ động thuyết phục đạo diễn Hoàng Nhật Nam chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp vì tin rằng tài năng của anh sẽ tỏa sáng hơn nếu được đặt đúng nơi. Về phía đạo diễn Hoàng Nhật Nam lúc ấy lại khá phân vân vì mẹ ruột đang ở Mỹ, còn em gái thì đang học đại học, nếu rời quê nhà thì không ai lo cho em gái. Sau khoảng thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, nam đạo diễn cũng quyết định nam tiến. Và đúng như những lời bà xã dự đoán, Hoàng Nhật Nam đã gặt hái được vô số thành công. Cuộc hôn nhân hơn 10 năm không có lễ cưới được tiếp xúc gần, tình cảm của CEO Kim Dung, đạo diễn Nhật Nam càng thêm sâu đậm. Ít lâu sau, cả hai chính thức về chung một nhà và xây dựng một cuộc sống hôn nhân viên mãn. Vì là những người có sự nghiệp vững chắc, thế nên vợ chồng CEO Phạm Kim Dung luôn bận rộn với lịch làm việc dày đặc. Song, cả hai vẫn biết cách điều tiết để dành thời gian cho tổ ấm nhỏ. CEO Phạm Kim Dung từng chia sẻ, dù đã bên nhau hơn 10 năm và có 3 con, những chồng vẫn luôn làm bà xúc động với những món quà chu đáo và bất ngờ vào các dịp đặc biệt. Sống chung hơn 10 năm, song vợ chồng Phạm Kim Dung vẫn chưa tổ chức đám cưới. Dù hạnh phúc là thế, song trên thực tế, vợ chồng CEO Kim Dung vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Lý giải về điều này, đạo diễn Hoàng Nhật Nam từng thẳng thắn cho biết, do mình bệnh nghề nghiệp nên mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới phải lên kế hoạch. Kịch bản rõ ràng, mình nghĩ đám cưới sẽ diễn ra vào một khoảng thời gian sắp tới, chắc chắn hôn lễ chính thức sẽ được tổ chức. Đến hiện tại, hôn nhân của CEO Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam luôn được cư dân mạng ngưỡng mộ. Bởi cách yêu thương, san sẻ và đồng hành của cả hai dành cho nhau.